và các bạn, và đặc biệt là xin chào các em nhỏ thân mến. Các bạn hẳn là đang cảm thấy rất ngạc nhiên khi ngày hôm nay thấy người dẫn chương trình xuất hiện trong một bộ trang phục trẻ trung và nhí nhảnh như thế này. Dễ hiểu thôi, bởi chương trình Vượt Qua Thử Thách ngày hôm nay sẽ dành tặng cho các em nhỏ nhân ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Chúng ta sẽ có một chủ đề rất thú vị, đó là các nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Và bây giờ sẽ là món quà đầu tiên của chương trình dành tặng cho các em nhỏ. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi Vượt Qua Thử Thách dành cho khán giả truyền hình. Câu hỏi của tuần này như sau. Bạn hãy cho biết ngôi trường nào ở Hà Nội khai giảng hàng năm vào dịp mùng 1 tháng 6 với nội dung học là các môn thể thao khác nhau. Đáp án 1, trường tiểu học cơ sở Giảng Võ. Đáp án 2, trường thể thao thiếu niên mùng 10 tháng 10. Đáp án 3, trường tiểu học cơ sở Kim Đồng. Bạn hãy soạn tin nhắn VQTT cách X cách Y, trong đó VQTT là từ khóa của chương trình, X là đáp án của bạn, Y là số người có cùng đáp án với bạn, và gửi về số 1900 1768, hoặc bạn có thể tham gia gọi điện thoại tới số tổng đài 1900 1768, chọn nhánh 1 và làm theo hướng dẫn của hệ thống. Thời hạn cuối cùng để nhận đáp án cho chương trình tuần này là 12 giờ ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 6 năm 2007. Giải thưởng của chương trình: một giải nhất, kỳ nghỉ dành cho hai người tại Golden Sea Resort Hội An trị giá 15 triệu đồng. Hai giải khuyến khích, đầu máy DVD trị giá 1 triệu đồng. Danh sách trúng thưởng sẽ được thông báo trong chương trình Vượt Qua Thử Thách phát sóng vào 19:45 thứ Hai hàng tuần. Mời quý vị và các bạn tham gia. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng cổ vũ thật nhiệt tình cho ba người chơi tí hon của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời các em. Võ thuật vừa rồi của ba người chơi thật là tuyệt vời phải không ạ? Vâng, ba người chơi tí hon của chúng ta ngày hôm nay đều là những võ sinh đang học vũ su tại trường thể thao thiếu nhi mùng 10 tháng 10, là cái nôi nuôi dưỡng những vận động viên trẻ tài năng cho đội tuyển thành phố cũng như đội tuyển quốc gia, và cũng là nơi giúp các em huấn luyện kỹ năng thể dục thể thao với 17 bộ môn khác nhau. Đó chính là lý do tại sao mà ba em nhỏ của chúng ta lúc nãy biểu diễn võ thuật lại đẹp mắt như vậy. Còn bây giờ chị Hạnh Dung và khán giả đang rất nóng lòng muốn nghe các em nhỏ giới thiệu về mình. Bắt đầu bằng Đức Anh nhỉ? Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 5B trường tiểu học Thuận Thanh. Em năm nay em 11 tuổi. Rất mong quý vị cổ vũ cho em. Chắc chắn là tất cả các bạn ở phía dưới kia, bạn bè và người thân của Đức Anh sẽ cổ vũ thật nhiệt tình cho em. Còn bây giờ xin mời Phương Hoa. Xin kính chào quý vị và khán giả. Em tên là Đỗ Phương Hoa, năm nay em 9 tuổi. Em là học sinh lớp 3E trường tiểu học Nam Đình Công. Em đến đây tham dự chương trình này, rất mong quý vị khán giả cổ vũ cho em và hai người chơi của em. Còn người chơi cuối cùng của chúng ta, xin mời Hiếu. Em xin chào các quý vị khán giả, em tên là Phan Trung Hiếu, học sinh lớp 4M trường tiểu học Nam Đình Công. Em rất mong quý vị khán giả cổ vũ cho em và hai người chơi. Đức Anh, Hoa với cả Hiếu cho chị hỏi một câu nhé. Lúc nãy khi mà các em biểu diễn võ thuật ý, chị thấy các em có hô một câu gì đấy rất to. Hô câu gì nhỉ? 1, 2, 3. Hai! Chúng ta đã sẵn sàng để vào chương trình Vượt Qua Thử Thách chưa nhỉ? Thế thì bây giờ các em sẽ bốc thăm để chọn thứ tự tham gia vào chương trình Vượt Qua Thử Thách nhé. Nào, bây giờ sẽ mở phong bì ra và dơ cao con số cho chị xem nào.
số của Đức Anh là số mấy? À, số 1 tức là em sẽ thi ở vị trí số mấy nhở? Vị trí thứ nhất ạ. Vị trí đầu tiên đúng không? Còn Phương Hoa, số của Hoa sẽ là số 2 và số của Hiếu sẽ là số 3. Chính vì vậy bây giờ Đức Anh sẽ đứng lại trên sân khấu cùng với chị. Còn đâu xin mời Hoa và Hiếu sẽ lui vào bên trong để chờ đợi đến phần thi của mình nhá. Xin mời Hoa và Hiếu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Quý vị thân mến, ngày hôm nay là một chương trình đặc biệt dành cho các em nhỏ nhân ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 với chủ đề đó là các nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Chúng ta hứa hẹn sẽ có một chương trình rất thú vị cùng với ba người chơi nhỏ tuổi. Nhưng trước hết như thường lệ hãy cùng làm quen với ban trợ giúp. Ban trợ giúp trong chương trình ngày hôm nay sẽ là anh Minh Thông, anh Hoàng Dương và chị Liên Hoa. Xin chào các anh chị, và tôi có một câu hỏi dành cho các anh chị đó là trong ngày mùng 1 tháng 6 thì thường các anh chị sẽ chuẩn bị những món quà gì cho những em nhỏ của mình ạ? Xin mời anh Minh Thông. Thường thường thì vào mùng 1 tháng 6 thì có lẽ là tôi thường cho con tôi đi chơi vườn bách thú và mua món quà mà cháu thích, thường là búp bê hoặc là một cái món quà gì cháu yêu cầu. Nhưng mà tất nhiên là chỉ nó phù hợp với lứa tuổi của cháu thôi. Vâng. Và chắc chắn đó là một em gái đúng không ạ? Trước đây thì là một em gái, bây giờ thì có thêm em trai rồi. Vâng. Và như vậy là bây giờ sẽ có hai món quà thay vì một món quà cho năm nay đúng không ạ? Vâng, có lẽ thế. Vâng. Xin cảm ơn anh Minh Thông. Còn xin mời anh Hoàng Dương ạ. Đối với tôi thì ngày 1 tháng 6 cũng là một ngày rất đặc biệt vì bản thân tôi là một người cũng rất là thích chơi với các em nhỏ. Và vào ngày 1 tháng 6 thì tôi đi chọn những món quà thật là dễ thương để gửi tặng các em nhỏ là con của những người bạn của tôi. Và hy vọng là trong một thời gian gần sắp tới thì anh Hoàng Dương sẽ mua những món quà để tặng riêng cho những em nhỏ trong nhà mình. Và hy vọng là điều như vậy. Xin mời chị Liên Hoa. Vâng. Tôi thì có hai con gái và ngày 1 tháng 6 cũng là một ngày đặc biệt trong gia đình của chúng tôi. Vào ngày đó thì tôi thường dẫn các con đi chơi và mua các thứ cháu yêu thích, ví dụ như là các đĩa phim hoạt hình hoặc là các đĩa ca nhạc hoặc là bánh kẹo. Xin cảm ơn các anh chị trong ban trợ giúp và hy vọng rằng với những người chơi rất nhỏ tuổi trong chương trình ngày hôm nay, ban trợ giúp sẽ nỗ lực hết mình để giúp các em vượt qua được những thử thách trong chương trình Vượt Qua Thử Thách. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nhân vật tí hon trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân vật đầu tiên đó là Đức Anh. Chào Đức Anh. Đức Anh có nhớ tên chị là gì không nhỉ? Có. Chị gì nhỉ? Chị Hạnh Dung ạ. Chị thấy rằng trong ba bạn nhỏ có Đức Anh này, Hiếu này, Hoa này, Đức Anh là cao tuổi nhất đúng không? Đúng ạ. Nhưng mà hình như là hơi bị, người thì hơi bị nhỏ so với cả các bạn nhỉ? Đúng ạ. Đức Anh đã thi đấu và học ủ su được bao lâu rồi? Được 8 tháng rồi ạ. Học 8 tháng rồi. Thế Đức Anh thi đấu ở giải ủ su của thành phố Hà Nội thì em được giải gì nhỉ? Em được huy chương bạc ạ. Được huy chương bạc. Thi đấu với bao nhiêu bạn như thế, mình hơi bị nhỏ người một chút, nhưng mà làm thế nào để được huy chương bạc? Em không biết. Thế lúc đấy Đức Anh có run như bây giờ không? Chị thấy Đức Anh hình như ở dạ. Trên sân khấu bây giờ hơi run. Vâng, lúc đấy em không run. Thế tại sao bây giờ ở trên này lại run như thế? Nhiều người quá. Hôm nay có rất nhiều khán giả đang ngồi dưới kia, nhưng mà toàn là bạn bè của em ở trường mùng 10 tháng 10 này, toàn người thân này. Mọi người sẽ cổ vũ rất nhiệt tình cho em.
Vì vậy chị nghĩ là không có lý do gì mà Đức Anh phải run cả, đúng không ạ? Ngồi trên này em có nhìn thấy mẹ em đang ngồi ở đâu dưới kia không? Dạ có. Có nhìn thấy mẹ đúng không? Và biết là nếu mà bây giờ mẹ ngồi dưới kia thì chắc chắn là mẹ sẽ cổ vũ thật nhiệt tình cho em đúng không? Em có muốn nói gì với mẹ của mình không? Dạ không ạ. Thế bình thường những lúc mà đi thi đấu thì Đức Anh có nói gì với mẹ không nhỉ? Dạ em không. Thế mẹ hay nói gì với em? Mẹ em bảo là cố gắng lên. Mẹ bảo cố gắng lên. Và em sẽ bảo là như thế nào nhỉ? Không biết ạ. Và chắc chắn là Đức Anh, cho dù là Đức Anh không nói, nhưng mà chị biết chắc là Đức Anh sẽ rất cố gắng để thi đấu thật tốt đúng không nhỉ? Vâng. Thế bây giờ em đã sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của chương trình chưa? Dạ rồi ạ. Ừ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là luật chơi như thế nào nhé. Bạn có 4 phút để trả lời 10 câu hỏi, 100 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Bạn có thể bỏ qua những câu hỏi khó để quay trở lại trả lời, hoặc nhờ đến sự trợ giúp, tự trả lời đúng 10 câu hỏi và câu cực điểm, tổng số điểm sẽ nhân đôi. Bạn có quyền không tham gia câu cực điểm. Chúc các bạn thành công. Đức Anh đã nắm rõ được luật chơi của chương trình chưa? Rồi ạ. Ừ. Thế bây giờ chị Dung sẽ đọc 10 câu hỏi trong chương trình và em sẽ trả lời lần lượt từng câu một. Đã sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi ạ. Ừ. Thế thì nhìn vào màn hình và bây giờ chị Dung sẽ đọc ngay những câu hỏi của chương trình, được chưa? Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 của Đức Anh. Câu hỏi thứ nhất, công viên nằm bên cạnh Hồ Tây được gọi là công viên gì? Bỏ qua. Câu thứ hai, côn trùng thường có mấy chân? 4 chân ạ. Rất tiếc, đáp án của chương trình là 6 chân. Nếu em không chắc em có thể bỏ qua và quay trở lại ở lượt sau. Câu thứ 3, vận động viên nào 10 tuổi đã giành chiếc huy chương vàng thế giới cho cờ vua Việt Nam? Bỏ qua. Câu thứ 4, biển báo này có nghĩa là gì? Bỏ qua. Câu thứ 5, số điện thoại khẩn cấp để gọi cứu hỏa là số nào? 115 ạ. Không phải là 115, rất tiếc. Câu thứ 6, câu nói hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất là của nhà bác học nào? Quá. Câu thứ 7, hãy điền tiếp vào câu đồng dao trong trò chơi mèo đuổi chuột, thế rồi chú chuột lại đóng vai mèo chấm chấm chấm. Quá. Câu thứ 8, người anh hùng liệt sĩ nào được gọi tên là người con gái đất đỏ? Võ Thị Sáu. Rất chính xác, xin chúc mừng em với 100 điểm đầu tiên. Câu thứ 9, trường thể thao thiếu niên mùng 10 tháng 10 thuộc địa bàn quận nào ở Hà Nội? Thuộc quận Ba Đình ạ. 100 điểm nữa dành cho em, xin chúc mừng em. Và bây giờ sẽ là câu thứ 10, trái đất có 5 châu, đó là những châu nào? Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Nam Cực ạ. Châu Nam Cực, rất tiếc không phải là châu Nam Cực. Châu còn lại không phải là châu Nam Cực mà là châu Phi cơ, rất tiếc. Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên nhé. Công viên nằm bên cạnh Hồ Tây được gọi là công viên gì? Em xin mời chú Hoàng Dương với 40 điểm ạ. À, chú lấy 30 điểm thôi. Vâng. Đó là công viên nước Hồ Tây. Đó chính là công viên nước Hồ Tây, xin chúc mừng anh Hoàng Dương. Câu thứ 3, vận động viên nào 10 tuổi đã giành chiếc huy chương vàng thế giới cho cờ vua Việt Nam? Đúng rồi, chú Minh Thông với 30 điểm. À, chú đồng ý. Đó là vận động viên Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Nguyễn Ngọc Trường Sơn với huy chương vàng U10 thế giới ở bộ môn cờ vua, xin chúc mừng anh. Câu thứ 4, biển báo này có nghĩa là gì? Mời chị, mời cô Liên Hoa với 35 điểm ạ. Ừ. Câu này cô không chắc lắm nên cô không lấy điểm của em. À, có lẽ là cấm rẽ bên trái. Bên trái. Chưa chính xác. Rất tiếc, chưa chính xác. Đức Anh có thể nhờ cô chú khác. Chú Minh Thông với 35 điểm ạ. Ờ, chú đồng ý. Đây là biển chú ý đường vòng. Bên trái. Chú ý gì ạ? Chú ý là đường... chú ý đi theo lối... Đi theo... Chưa chính xác, rất tiếc ạ. Đức Anh có nhờ nốt chú Hoàng Dương không? Có. Bao nhiêu điểm nhỉ? 35 điểm ạ. 30 điểm thôi. Đây là biển báo nguy hiểm,
có đường vòng bên trái. Đó mới là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng anh Hoàng Dương. Câu hỏi thứ 6, câu nói hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất là của nhà bác học nào? Xin mời cô Liên Hoa với 40 điểm ạ. Cô lấy 30 điểm thôi, đó là nhà bác học Archimedes. Đó chính là Archimedes, xin chúc mừng chị. Câu thứ 7, hãy điền tiếp vào câu đồng dao trong trò chơi mèo đuổi chuột, thế rồi chú chuột lại đóng vai mèo chấm chấm chấm. Mời cô Liên Hoa với 30 điểm ạ. Đồng ý. Co cẳng chạy theo chú mèo hóa chuột. Đó chính là đáp án của chúng tôi, xin chúc mừng chị. Thế là hết 10 câu rồi, bây giờ Đức Anh thấy thế nào nhỉ? Em không thấy thế nào. Có thấy hài lòng với 10 câu hỏi đầu tiên của mình hay không? Có. Có. Và Đức Anh có thấy là 10 câu vừa rồi có khó không nhỉ? Có. Có. Những câu em chưa học thì em không biết. Thế ví dụ như là công viên nước thì chị nghĩ là Đức Anh phải lên đấy một lần, ít nhất là một lần rồi chứ nhở? Rồi, quên. Lúc đấy quên mất đúng không? Hơi run một chút nên là quên. Chị sẽ đọc cho Đức Anh số điểm mà Đức Anh đã ghi được nhá. Em đã ghi được 550 điểm, xin chúc mừng em. Bây giờ em có biết là sẽ đến câu hỏi gì đến cho em không? Câu hỏi cực điểm ạ. Và có tham gia không nhở? Có. Với bao nhiêu điểm? Cộng 100 điểm ạ. 100 điểm. Em có biết là nếu mà Đức Anh trả lời đúng thì Đức Anh sẽ được cộng 100 điểm, còn nếu trả lời sai thì sao nhở? Thì trừ đi 100 điểm ạ. Nhưng mà vẫn quyết định là sẽ cược 100 điểm. Vâng. Thế bây giờ đã cảm thấy bớt run hơn chưa? Được rồi ạ. Và chắc chắn là những câu mà mình biết thì mình sẽ trả lời được đúng không? Vâng. Còn những câu không biết thì cũng sẽ cố gắng trả lời đúng không? Vâng. Trong câu hỏi cực điểm này, Đức Anh sẽ chỉ cần trả lời là đúng hay là sai với câu hỏi của mình thôi. Tập trung nhé. Câu hỏi của em như sau. Khi những con thỏ cái chuẩn bị đẻ, chúng thường tha cỏ khô về lót ổ. Đúng hay sai? 20 giây bắt đầu. Đúng ạ. Đúng. Đúng, tức là thường tha cỏ khô về lót ổ đúng không nhở? Vâng. Chị sẽ đọc đáp án cho Đức Anh biết. Khi mà những con thỏ cái chuẩn bị đẻ thì Đức Anh sẽ thấy rằng là ổ của chúng sẽ có màu trùng với cả màu lông của chúng, bởi vì là chúng sẽ tự bứt lông của mình ra để làm ổ lót cho mình. Tức là như thế thì đáp án phải là đúng hay sai nhỉ? Sai. Sai. Trả lời sai mất rồi đúng không? Hả? Nhưng mà không sao, bởi vì là vẫn còn 450 điểm nữa, cộng với cả 500 điểm dành tặng của chương trình. Và chị Dung hy vọng là trong vòng 2 thì chị Dung sẽ gặp lại Đức Anh nhé. Vâng. Cảm ơn em. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi thứ hai, đó là em Phương Hoa. Xin mời Phương Hoa. Chào Phương Hoa. Em chào chị. Phương Hoa này, tại sao con gái mà lại thích chơi ủ xu nhỉ? Vì một lần em đi tập thể dục ở công viên cùng với bố mẹ thì em nhìn thấy một lớp tập võ, bố mẹ em là có thích không thì em bảo có, bố mẹ em cho xin vào. Thế Hoa học võ ủ xu đến bây giờ là được bao lâu rồi? Em học được 3 năm ạ. 3 năm rồi? Vâng. Tức là học từ hồi 6 tuổi đúng không nhỉ? Lúc đấy là mới vào lớp 1 đã học luôn rồi. Thế đến bây giờ thì thấy như thế nào? Có bao giờ thi đấu với các bạn và thấy mình thắng hay là mình thua? Thắng à? Thắng thì phải trả lời to lên chứ sao thắng thì nó nhỏ đấy. Thắng hay thua nhỉ? Thắng ạ. Hy vọng là ngày hôm nay Hoa sẽ
trả lời được thật nhiều câu hỏi của chương trình và cũng sẽ giành chiến thắng trong chương trình này nhé. Vâng. Hoa đã nắm rõ được luật chơi chưa? Rồi ạ. Thế bây giờ sẽ có một màn hình ở trước mặt em. Em sẽ nhìn câu hỏi ở trên đó và sẽ trả lời. Nếu mà chưa chắc chắn thì có thể quay trở lại và sẽ nhờ đến các cô, các chú ngồi đây nhé. Đã nắm rõ chưa nhở? Rồi ạ. Thế bây giờ chị sẽ bắt đầu đọc câu hỏi của em nhé. Vâng. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng 1 của Phương Hoa. Câu hỏi đầu tiên, công viên nào ở Hà Nội có nuôi nhiều động vật hoang dã và một số động vật thuần dưỡng để mọi người tham quan? Bỏ qua. Câu thứ hai, ong thợ là ong cái hay ong đực? Ong đực. Ong đực. Rất tiếc, đáp án lại là ong cái. Câu thứ ba, vận động viên nào 13 tuổi đã giành tấm huy chương vàng ủ xu thế giới đầu tiên về cho Việt Nam? Nguyễn Thúy Hiền. Đó chính là Nguyễn Thúy Hiền, xin chúc mừng em. Câu thứ tư, biển báo này có ý nghĩa là gì? Cấm đi bộ. Đó chính là cấm người đi bộ, xin chúc mừng em một lần nữa. Câu thứ năm, số điện thoại khẩn cấp để gọi cấp cứu là số nào? 115. 115, 100 điểm nữa dành cho Hoa. Câu thứ sáu, câu nói học, học nữa, học mãi là của ai? Lenin. Là của ai? Lenin. Là của Lenin. 100 điểm nữa dành cho Hoa. Câu thứ bảy, trong câu đường giao của trò chơi rung răng rung rẻ, khi đến ngõ nhà trời thì bọn trẻ lạy ai? Lạy cậu lạy mợ. Lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê đúng không? Xin chúc mừng Hoa. Câu thứ tám, Nông Văn Dền là tên thật của vị anh hùng nhỏ tuổi nào? Kim Đồng. Đó chính là Kim Đồng. Rất xuất sắc. Và bây giờ sẽ là câu thứ 9 dành cho em. Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội thuộc địa bàn quận nào? Quận Hoàn Kiếm ạ. Quận Hoàn Kiếm. Một câu trả lời chính xác, xin chúc mừng Hoa. Câu thứ 10, trái đất có 4 đại dương, đó là những đại dương nào? Cháu xin mời cô Liên Hoa. Hoa có bỏ qua hay không? Bỏ qua. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với câu 1 nhé. Công viên nào ở Hà Nội có nuôi nhiều động vật hoang dã và một số động vật thuần dưỡng để mọi người tham quan? Mời chú Hoàng Dương. Bao nhiêu điểm nhỉ? 10 ạ. 10 thì hơi ít, chú đề nghị 30 điểm được không? Được. Đó là công viên Thủ Lệ. Đó chính là công viên Thủ Lệ, xin chúc mừng anh. Bây giờ sẽ là câu thứ 10. Trái đất có 4 đại dương, đó là những đại dương nào? Mời cô Liên Hoa. 30 điểm nhé. Đó là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Đó là đáp án chính xác, xin chúc mừng chị. Hoa có nhớ là mình đã trả lời đúng bao nhiêu câu không nhỉ? Để chị tính cho Hoa xem nhá. Em có 10 câu này, em nhờ chị giúp 2 câu này. Và rất tiếc là có trả lời sai mất một câu liên quan đến ông thợ là ông đực hay ông cái. Vậy tức là trừ đi thì là Hoa trả lời đúng được 7 câu và nhờ trợ giúp 2 câu. Và số điểm mà em ghi được đó là 840 điểm. Xin chúc mừng em. Đây là một số điểm rất cao đấy. Và Hoa có định là sẽ tham gia vào câu hỏi tụ điểm không nhỉ? Em có ạ. Với bao nhiêu điểm? 90 ạ. 90 điểm? Thế sao lại là 90 điểm nào? Em thích số ý ạ. Hy vọng rằng là Hoa sẽ trả lời đúng ở câu hỏi tụ điểm này và ghi được 90 điểm. Em sẽ có 20 giây và chỉ cần trả lời là đúng hay là sai. Hoa nắm được luật chơi chưa? Rồi ạ. Câu hỏi của điểm của em như sau. Cá vàng không có râu, đúng hay sai? Hoa nhìn quay vào đây nhé. Cá vàng không có râu, đúng hay sai? Có tức là đúng hay sai nhỉ? Không, không. Có tức là như thế nào? Tức là cá vàng có râu hay không? Có ạ. Hoa nhớ là cá vàng có râu. Đúng không? Đáp án của chương trình đó là cá vàng thì cùng họ với cá chép. Cá chép có râu. Nhưng khác với cá chép là cá vàng không có râu.
Tức là đáp án phải là cá vàng không có dâu, đúng không nhỉ? Thế tức là như thế nào? Hoa trả lời đúng hay là sai? Sai ạ. Trả lời sai thì sẽ bị trừ đi mất 90 điểm đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà Hoa còn có rất nhiều điểm. Và chị Dung hy vọng là sẽ gặp lại em ở vòng 2. Cảm ơn Hoa nhé. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi tí hon cuối cùng. Xin mời Trung Hiếu. Ở nhà Hiếu có anh chị em không? Em và chị là có. Có Hiếu có anh hay là có chị hay là có em nhỉ? Em có chị ạ. Và ngày hôm nay chị em có đến đây để xem em thi đấu ở chương trình Vượt Qua Thử Thách không? Em chỉ có bố đến xem ạ. Hôm nay là có bố đến xem và có rất nhiều bạn ở trường mùng 10 tháng 10 đúng không? Vâng ạ. Ừ. À, bây giờ em có thấy run không nhỉ? Không. Không hề run một chút nào hết. Vâng. Một chàng trai rất là dũng cảm đúng không? Và em đã nắm rõ được luật chơi của chương trình Vượt Qua Thử Thách chưa? Em nghĩ là rồi ạ. Thế đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Hô rất to. Hô lại một lần nữa chị xem nào. Sẵn sàng ạ. Rồi. Bây giờ chị Dung sẽ đọc những câu hỏi trong chương trình và Hiếu sẽ trả lời. Em có 4 phút và cố gắng là trả lời thật đúng, càng nhiều câu hỏi càng tốt nhá. Ạ. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ sẽ là vòng 1 của Trung Hiếu. Các bạn nhá. Công viên nào ở Hà Nội trồng hàng trăm loại cây và có núi Nùng trong khuôn viên? Một quà. Câu thứ hai. Con xin tương là ấu trùng của con gì? Bỏ qua. Câu thứ ba. Hội khỏe thể thao lớn nhất dành cho học sinh các trường phổ thông ở Việt Nam có tên là gì? Bỏ qua. Câu thứ tư. Biển báo này có ý nghĩa là gì? Cấm xe ô tô tải. Đó chính là cấm xe ô tô tải. Xin chúc mừng với 100 điểm đầu tiên. Câu thứ năm. Số điện thoại giải đáp thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội là số nào? Quà. Câu thứ 6. Câu nói không có gì quý hơn độc lập tự do là của ai? Bác Hồ. Bác Hồ, hay còn gọi là Hồ Chủ tịch. Xin chúc mừng em với 100 điểm nữa. Câu thứ 7. Hãy điền tiếp vào câu đồng dao trong trò chơi lộn cầu vồng nước trong nước chảy, chấm chấm chấm. Qua. Câu thứ 8. Nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác bài hát ca ngợi người anh hùng nhỏ tuổi nào đã hy sinh khi cứu bạn trong cơn bom đạn giặc Mỹ? Qua. Câu thứ 9. Trung tâm chiếu phim quốc gia thuộc quận nào của Hà Nội? Qua. Câu thứ 10. Đông Dương gồm những quốc gia nào? Qua. Bây giờ sẽ quay trở lại với câu thứ nhất nhé. Công viên nào ở Hà Nội trồng hàng trăm loại cây và có núi Nùng trong khuôn viên? Em xin nhờ anh Minh Thông với 30 điểm ạ. Anh đồng ý. Đó là công viên Bách Thảo. Đó chính là công viên Bách Thảo. Xin chúc mừng anh. Câu thứ 2. Con xin tương là ấu trùng của con gì? Em xin nhờ chị Liên Hoa với 30 điểm ạ. Đồng ý. Đó là con chuồn chuồn. Đó chính là con chuồn chuồn. Xin chúc mừng chị. Câu thứ 3. Câu này rất dễ này. Cố gắng để trả lời nhé. Hội khỏe thể thao lớn nhất dành cho học sinh các trường phổ thông ở Việt Nam có tên là gì? Hội khỏe Phú Đồng ạ. Đó chính là Hội khỏe Phú Đồng. Xin chúc mừng em. Câu thứ 5. Số điện thoại giải đáp thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội là số nào? Em xin nhờ anh Hoàng Dương với 20 điểm ạ. 25 điểm được không em? 25 điểm. Đó là số 1080. Đó chính là số điện thoại 1080. Xin chúc mừng anh. Câu thứ 7. Câu này cũng dễ này. Hãy điền tiếp vào câu đồng dao trong trò chơi lộn cầu vồng nước trong nước chảy. Đi tiếp nhỉ? Em nhờ anh Minh Thông với 25 điểm ạ. 25 điểm à? 25 điểm đi. Vâng.
Ừ, tiếp theo là có cô 17, có chị 13. Lộn cầu vồng nước trong nước chảy, có cô 17, có chị 13, xin chúc mừng anh. Câu thứ 8, nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác bài hát ca ngợi người anh hùng nhỏ tuổi nào đã hy sinh khi cứu bạn trong cơn bom đạn giặc Mỹ? Em xin nhờ anh Hoàng Dương 30 điểm ạ. Anh đồng ý đó là người bạn Nguyễn Bá Ngọc. Đó chính là người anh hùng nhỏ tuổi Nguyễn Bá Ngọc, xin chúc mừng anh. Câu thứ 9, trung tâm chiếu phim quốc gia thuộc quận nào của Hà Nội? Em xin nhờ chị Liên Hoa với 30 điểm. Đồng ý, đó là quận Đống Đa. Đó chính là quận Đống Đa, xin chúc mừng chị. Câu hỏi cuối cùng dành cho em nhé. Đông Dương gồm những quốc gia nào? Em nhờ anh Minh Thông với 25 điểm. Anh đồng ý. Câu này rất là dễ nhưng mà có lẽ em còn nhỏ quá. Đó là Việt Nam, Lào và Campuchia. Đó chính là ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, xin chúc mừng anh. Nhớ thấy nhiều câu hỏi đầu tiên như thế nào nhỉ? Có khó không? Khó. Em trả lời đúng, tự mình trả lời đúng được bao nhiêu câu, Hiếu có nhớ không? Ba câu. Chị thấy Hiếu có vẻ nhất nhớ rất rõ những câu nào Hiếu trả lời đúng và những câu nào phải nhờ đến ban trợ giúp, đúng không? Vâng. Thế tại sao ví dụ như là câu công viên Bách Thảo có núi Nùng, Hiếu đến đó bao giờ chưa? Rồi. Thế tại sao lúc đấy em không nhớ ra nhỉ? Em quên mất. Quên mất, bây giờ thì nhớ rồi đúng không? Vâng. Và lần sau nếu mà chị Hạnh Dung có hỏi là công viên nào mà có núi Nùng thì biết đấy là công viên Bách Thảo đúng không nhỉ? Vâng. Thế Hiếu đã bao giờ gọi điện cho số điện thoại 1080 chưa? Chưa. Chưa. Em tìm hiểu chủ đề là các nhân vật hoạt hình nổi tiếng này, rồi những chuyện cổ tích này thì không bao giờ gọi điện cho 1080 ạ? Vâng. Thế làm thế nào để tìm hiểu về những chủ đề như thế nhỉ? Tự đi tìm ạ. Tự đi tìm. Có lên mạng tìm không? Không. Chưa lên mạng tìm đúng không? Bây giờ chị Dung sẽ thông báo số điểm mà Hiếu đã ghi được vòng 1 nhé. Em ghi được 805 điểm, xin chúc mừng em. Số điểm cao nhưng hơi lẻ nhỉ? Thế em có tham gia câu hỏi cuộc điểm để làm tròn số điểm này không? Có. Hiếu sẽ cược bao nhiêu điểm nhỉ? Em cược 45 điểm. 45 điểm. 45 điểm cộng với cả 805 điểm là tròn 850 điểm đúng không? Vâng. Sao không thử cược cao hơn một chút nhỉ? Chỉ cược 45 điểm thôi. Vâng. Rồi, thế hy vọng là em sẽ trả lời đúng vào câu hỏi này và ghi được 45 điểm. Bây giờ chị sẽ đọc câu hỏi và Hiếu sẽ có 20 giây để suy nghĩ và chỉ cần trả lời đúng hay là sai thôi nhé. Vâng. Câu hỏi của em như sau. Cá heo có thể làm xiếc, bay qua vòng tròn vì mắt của nó rất tinh, đúng hay sai? Đúng ạ. Cá heo có thể làm xiếc, bay qua vòng tròn, mắt của nó rất tinh, Hiếu trả lời là đúng. Vâng. Vì mắt của cá heo rất tinh đúng không? Vâng. Cá heo có thể làm xiếc và bay qua vòng tròn thì không phải vì mắt của nó tinh, mà vì nó có thể phát ra một sóng âm thanh cực nhỏ, con người không thể nghe thấy được. Tốc độ truyền của sóng siêu âm trong nước là 1.500 m/s, và cá heo sẽ nhận được sóng phản hồi khi ở gần chướng ngại. Chính vì vậy mà chúng sẽ biết được cự ly và hình thể của chướng ngại, và chính vì vậy cũng có thể làm xiếc được ở dưới nước. Tức là câu trả lời phải là gì nhỉ? Sai. Phải là sai. Thế là rất tiếc mình bị trừ đi mất 45 điểm đúng không? Vâng. Nhưng mà không sao, bởi vì là chị thấy số điểm của Hiếu rất là cao và hy vọng là Hiếu sẽ lọt được vào vòng 2 của chương trình. Còn bây giờ mình sẽ gặp lại hai người chơi là bạn Phương Hoa với cả bạn Đức Anh nhé. Xin mời Phương Hoa và Đức Anh. Quý vị thân mến, trong chương trình vừa qua thử thách ngày hôm nay có rất nhiều điều thú vị xảy ra. Điều thú vị đầu tiên đó là lần đầu tiên trong chương trình này ban trợ giúp thương lượng điểm ngược so với những lần trước. Tức là thay vì tăng số điểm lên thì lại giảm số điểm xuống dành cho những người chơi nhỏ tuổi của chúng ta. Và một điều trùng hợp thứ hai nữa đó là cả ba bạn nhỏ của chúng ta trong câu hỏi cuối điểm rất tiếc là chưa trả lời đúng những câu hỏi của mình. Chính vì là chưa trả lời đúng nên là số điểm của chúng ta bị trừ đi một chút xíu. Và bây giờ chị Dung sẽ thông báo số điểm của ba người chơi nhé. Cùng với số điểm mà chương trình dành tặng, Đức Anh ghi được 950 điểm. Xin chúc mừng em. Với 500 điểm của chương trình, Phương Hoa có 1.250 điểm. Xin chúc mừng em. Và Hiếu ghi được số điểm cao hơn một chút xíu so với bạn Phương Hoa, đó là 1.260 điểm. Xin chúc mừng Trương Hiếu.
Như vậy là hai bạn nhỏ nào sẽ đi tiếp vào vòng 2 của chương trình nhỉ? Là Hoa với cả Hiếu đúng không? À, rất tiếc là hôm nay Đức Anh hơi thiếu bình tĩnh một chút. À, em có vẻ hơi run so với khi biểu diễn ủ su rất hay ở trên sân khấu, đúng không nhỉ? Chị hy vọng là Đức Anh sẽ rèn luyện được bản lĩnh của mình này, thật là bình tĩnh này, luôn luôn bình tĩnh, tự tin này, để có thể tham gia vào những giải đấu lớn hơn. Chúc Đức Anh một ngày mùng 1 tháng 6 thật vui vẻ. Và bây giờ xin mời Đức Anh nhận phần quà của chương trình. Rất cảm ơn Đức Anh ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình nhé. Và các bạn đến với vòng 2 của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Trong vòng 2 này, hai bạn nhỏ đã xuất sắc và may mắn hơn để bước vào vòng 2, đó chính là bạn Phương Hoa và bạn Trung Hiếu. Thường khi mà thi đấu ủ su thì sẽ có mấy vòng tất cả? Có vòng loại không? Dạ, chỉ chia ra là nam với cả nữ. Và sau đấy thì là sẽ bước vào thi đấu ngay giải ủ su của thành phố à? Vâng. Thế thi đấu của năm vừa rồi thì Hoa được giải gì nhỉ? Em được một đồng với cả một vàng ạ. Rất là nhiều giải đúng không? Thế còn Hiếu? Dạ. Hiếu học ủ su được bao lâu rồi nhỉ? Em học được 2 năm rưỡi ạ. Học được 2 năm rưỡi. Và Hiếu có hay tham gia thi đấu ở các giải hay không? Có. Đó là lý do là vì sao mà ngày hôm nay Hiếu ở trên sân khấu của chương trình Vượt Qua Thử Thách mà trả lời rất là tự tin, nó không hề run một chút nào đúng không? Vâng. 4 phút trả lời 15 câu hỏi, 200 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Ấn chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng với ô gợi ý. Ấn chuông khi chưa dứt câu hỏi, không trả lời ngay hoặc trả lời không ấn chuông được coi là phạm luật. Người có số điểm cao hơn ở vòng 2 sẽ lọt vào vòng 3. Trường hợp bằng điểm sẽ căn cứ vào số điểm vòng 1. Chúc các bạn thành công. Các em đã nắm rõ được luật chơi ở vòng 2 chưa? Rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử bấm thử chuông nhá. Hoa bấm trước chị xem nào. Rồi, Hiếu nào. Bây giờ chị Dung sẽ hô từ 1 đến 3. Hô đến 3 thì cả hai cùng bấm thử chị xem nhá. 1, 2, 3. Chị Dung đọc xong câu hỏi thì chiếc chuông của bạn nào bấm trước thì sẽ vang lên trước, và sau đó 3 giây thì sẽ đến chuông của bạn tiếp theo. Bây giờ các em đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Chị Dung nhắc thêm các em một điều nữa này. Các em sẽ có những ô chữ gợi ý ở trên màn hình và cố gắng là nhìn vào những ô chữ đó và phải trả lời đúng theo những ô chữ gợi ý, nhớ chưa? Không được thừa hoặc là thiếu được một chữ nào. Hai bạn nhỏ nhớ chưa nhỉ? Bây giờ nhìn vào màn hình nhá, tập trung nhìn vào màn hình nhá. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng 2 của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Câu thứ nhất, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt là điều thứ mấy trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên học sinh? Xin mời Hiếu. Thứ ba. Thứ ba, xin chúc mừng em. 200 điểm đầu tiên dành cho Hiếu. Câu thứ hai, thái thú nào đã bị hai bà Trưng đánh đuổi chạy về nước? Xin mời Hoa. Tô Định. Đó chính là Tô Định, xin chúc mừng Hoa. Câu thứ ba, vùng đất nào của nước ta được gọi là đất mũi? Cà Mau. Xin mời Hiếu. Cà Mau ạ. Cà Mau, 200 điểm nữa dành cho Hiếu, xin chúc mừng Hiếu. Câu thứ tư, trong bộ phim Ở Nhà Một Mình, cậu bé thông minh đã phải bảo vệ ngôi nhà trước những kẻ xấu định làm gì? Xin mời Hiếu. Ăn trộm. Ăn trộm. Đó chính là đáp án chính xác. Xin mừng Hiếu. Hoa thật bình tĩnh và cố gắng bấm chuông thật nhanh nhé. Câu thứ năm, cờ vua có nguồn gốc từ nước nào? Xin mời Hiếu. Ấn Độ. Ấn Độ. Rất chính xác, xin chúc mừng Hiếu. Câu thứ 6, tác giả của truyện Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký là ai? Qua. Đó chính là Tô Hoài. Câu thứ 7, bài hát Bắc Kim Thang là dân ca về nào? Xin mời Hoa. Nam Bộ. Nam Bộ. Rất chính xác, với 200 điểm nữa xin chúc mừng em. Câu thứ 8, đường đi từ A đến B được, nhưng đi từ B đến A lại không được, nó là đoạn đường gì?
loại đường gì mà đi từ A đến B thì được, nhưng mà quay lại đi từ B đến A thì không được. Là hai gọi đấy là đường gì ạ? Hai bạn có đáp án không? Không ạ. Đấy là đường một chiều, đáp án là một chiều. Câu thứ 9, tiểu thuyết bán chạy nhất của nhà văn Anh Rowling. Xin mời Hoa. Harry Potter. Đó chính là Harry Potter, xin chúc mừng em. Câu thứ 10, năm 2006, sao nào đã bị loại bỏ khỏi Thái Dương hệ? Xin mời Hoa. Sao Diêm Vương. Đó chính là Sao Diêm Vương, xin chúc mừng em với 200 điểm nữa. Câu 11, ếch là loài động vật nhìn thẳng hay nhìn ngang? Xin mời Hiếu. Ngang. Ngang, đáp án là ngang, xin chúc mừng Hiếu. Câu thứ 12, vòng đấu để chọn 4 đội hoặc 4 vận động viên lọt vào bán kết được gọi là gì? Xin mời Hiếu. Tứ kết. Tứ kết, đó là đáp án của chương trình, xin chúc mừng em. Câu thứ 13, kết quả của cách chia được gọi là gì? Xin mời Hiếu. Thương. Đó chính là thương. Ghi điểm liên tiếp. Câu thứ 14, cây nhả oxy vào thời điểm nào trong ngày? Xin mời Hiếu. Buổi sáng. Em hãy chú ý đến những ô chữ gợi ý. Xin mời Hoa, bây giờ quyền trả lời thuộc về Hoa. Hãy chú ý vào những ô chữ gợi ý này. Cố gắng trả lời. Và thời điểm nào nhỉ? Ban ngày. Ban ngày. 200 điểm nữa dành cho em, xin chúc mừng em. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng này, hãy tập trung nhé. Từ trái nghĩa với tính tự đục là từ gì? Xin mời Hiếu. Trong. Đó chính là trong, xin chúc mừng Hiếu. Như vậy là 200 điểm cuối cùng thuộc về Hiếu đúng không? Và 200 điểm đầu tiên cũng là Hiếu ghi đúng không nhỉ? Vâng. Những câu Hoa trả lời chị thấy là những câu đấy rất khó, nhưng mà chị không hiểu sao Hoa lại có thể trả lời được. Ví dụ như là làm thế nào mà em lại biết được là thái thú Tô Định là người đã bị Hai Bà Trưng đuổi về nước nhỉ? Bởi vì em đọc trong sách tập đọc lớp 3. Và nhớ được thông tin đấy đúng không? Chị thấy có nhiều câu Hoa bấm chuông nhưng hình như bị chậm tay hơn bạn Hiếu một chút. Đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ cùng xem là Hoa với Hiếu ghi được bao nhiêu điểm ở vòng 2 này nhé. Bạn Phương Hoa của chúng ta đã trả lời đúng 5 câu và ghi được 1.000 điểm. Xin chúc mừng Hoa. Còn Hiếu trả lời đúng nhiều hơn 3 câu, là 8 câu và em ghi được 1.600 điểm. Xin chúc mừng Hiếu. Như vậy là ở vòng 2 này ai đã chiến thắng nhỉ? Em ạ. Bạn Hiếu đã chiến thắng đúng không? Bạn Hiếu đã rất là xuất sắc khi mà bấm chuông rất nhanh. Nhưng chị thấy bạn Hoa cũng xuất sắc không kém đâu, bởi vì những câu mà bạn Hoa trả lời được rất là khó. Phải công nhận là Hoa rất là giỏi khi trả lời được những câu ví dụ như là liên quan đến Tô Định này, hoặc là liên quan đến Sao Diêm Vương này. Và chúng ta sẽ cùng xem Hoa đã ghi được bao nhiêu điểm sau 2 vòng chơi. Bạn Hoa, bạn đã ghi được 2.250 điểm, xin chúc mừng em. Như vậy là ngày hôm nay Hoa sẽ ra về với một phần quà của chương trình trị giá là 2.250.000 đồng. Em định là sẽ làm gì với số tiền mà chương trình dành tặng cho mình nhỉ? Đã có ý định gì chưa? Ví dụ như là đi chơi đâu đấy trong ngày 1 tháng 6 chẳng hạn. Có muốn đi chơi đâu không nhỉ? Hay là mua một cái gì đấy? Mua một cái gì đấy ạ? Em muốn mua một cái gì đấy đúng không? Chị nghĩ là với món quà là 2.250.000 đồng thì Hoa sẽ mua được rất nhiều thứ cho ngày 1 tháng 6 của mình, và có thể là tặng những món quà cho những người thân nữa đúng không? Rất cảm ơn Hoa ngày hôm nay đã đến tham dự chương trình, và bây giờ xin mời em nhận một phần quà của chương trình. Và các bạn đến với vòng 3 của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Trong vòng 3 này chúng ta sẽ cùng đón chào sự trở lại của ban trợ giúp. Sau vòng 1 với rất nhiều sự ưu ái dành cho ba người chơi nhí của chúng ta, số điểm mà ban trợ giúp ghi được như sau. Anh Minh Thông anh ghi được 110 điểm. Anh Hoàng Dương số điểm của anh là 145 điểm. Và chị Liên Hoa chị đang ghi được 150 điểm. Xin chúc mừng các anh chị.
Và hy vọng rằng trong vòng 3 này các anh chị sẽ có thật nhiều cơ hội để trợ giúp cho em Trung Hiếu và cũng sẽ dành những sự ưu ái như vậy cho người chơi nhí của chúng ta. Hiếu này, em có thích xem phim hoạt hình không nhỉ? Có. Thích nhất là bộ phim nào nhỉ? Bộ phim Naruto. Naruto, một bộ phim hoạt hình của Nhật Bản đúng không? Vâng. Chị thấy trong bản đăng ký Hiếu còn ghi là em thích chơi điện tử nữa đúng không nhỉ? Vâng. Ví dụ như là những trò chơi gì? Ví dụ như Võ Lâm Truyền Kỳ ạ. Võ Lâm Truyền Kỳ. Còn game online nào mà Hiếu thích chơi nữa không nhỉ? Hết rồi ạ. Chỉ có Võ Lâm Truyền Kỳ thôi. Vâng. Thế nếu mà chơi điện tử như thế thì làm thế nào sắp xếp thời gian để xem phim hoạt hình này, để tập võ này, rồi để học tốt nữa này? Dạ em học hết trên lớp ạ. Em học hết trên lớp? Thế vâng. Về nhà có phải học nữa không nhỉ? Có. Thế kỳ vừa rồi Hiếu thi chính tả này, thi toán thì được mấy điểm nhỉ? 9 và 10 ạ. 9 và 10. Điểm rất là cao đúng không? Như vậy là vừa học giỏi này, vừa đánh võ hay này, lại còn chơi điện tử cũng giỏi nữa. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay Hiếu sẽ vượt qua chương trình, vượt qua thử thách thật giỏi nữa nhé. Vâng. 4 phút trả lời 10 câu hỏi, 300 điểm cho câu trả lời đúng, 3.000 điểm cho câu hỏi thứ 10. Bạn phải xác định có hay không tham gia tình huống mạo hiểm. Trả lời đúng được 900 điểm, trả lời sai bị trừ 900 điểm. Trả lời đúng 2 trên 3 câu hỏi đầu, bạn sẽ được tham gia câu hỏi mạo hiểm, được nhờ trợ giúp và trả lời câu thứ 10. Trả lời sai phải nhờ trợ giúp vượt qua, không được quay lại trả lời. Trả lời sai 2 trên 3 câu hỏi đầu tiên, chỉ được trả lời tới câu thứ 9, không được tham gia câu hỏi mạo hiểm, không được nhờ trợ giúp. Chúc các bạn thành công. Em đã nắm rõ được luật chơi chưa? Rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng 3 của chương trình vượt qua thử thách. Nhưng trước hết chị rất muốn biết là Hiếu có tham gia vào câu hỏi mạo hiểm ở vòng 3 này không nhỉ? Em chị là không ạ. Không tham gia? Vâng. Nhưng mà nếu tham gia thì em sẽ được 900 điểm nếu trả lời đúng đấy. Vâng. Nhất quyết là không tham gia? Không. Chị thấy tất cả những người chơi trước của chương trình vượt qua thử thách người nào cũng tham gia hết. Nhưng mà riêng Hiếu thì không tham gia. Vâng. Được rồi, về hy vọng rằng là dù không có câu hỏi mạo hiểm nhưng mà Hiếu sẽ trả lời đúng ở câu hỏi thứ 10 và ghi được 3.000 điểm với chương trình. Vâng. Còn bây giờ đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sàng. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng 3 của chương trình vượt qua thử thách. Câu hỏi thứ nhất, bạn hãy cho biết tên nhân vật hoạt hình này. Đây là điều kiện của chương trình, điều kiện của chương trình nên là Hiếu cố gắng trả lời. Đừng bỏ qua một câu nào cả. Em có trả lời được không? Không. Chúng ta sẽ đến với câu thứ hai nhé và cố gắng trả lời này. Đáp án của câu thứ nhất đó là Peter Pan. Câu thứ hai, đây là bộ phim hoạt hình gì? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn ạ. Chị thấy ở trong này không có Bạch Tuyết, không có Bảy Chú Lùn. Rất tiếc đáp án của chương trình đó là chú Nai Bambi. Câu thứ 3, voi Mammoth Manny, chú lười lắm mồm xít và hổ răng kiếm Diego là những nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào? Đọc lại câu hỏi nhé. Voi Mammoth Manny, chú lười lắm mồm xít và hổ răng kiếm Diego là những nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào? Rất tiếc, đáp án là Kỷ Băng Hà. Như vậy là rất tiếc Hiếu đã không vượt qua được điều kiện của chương trình. Và bây giờ em sẽ phải tự trả lời tất cả những câu hỏi còn lại. Và bây giờ sẽ là câu thứ tư. Chiếc xe nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình The Car có tên là gì? Nếu Hiếu không trả lời được thì Hiếu có thể bỏ qua. Đáp án đó là Lightning McQueen. Câu thứ 5, bạn hãy cho biết tên nhân vật hoạt hình của hãng Boost này. Bỏ qua. Đáp án đó là Pucca. Câu thứ 6, bạn hãy cho biết tên bộ phim hoạt hình này. Đó chính là Vua Sư Tử. 300 điểm dành cho em, xin chúc mừng em. Câu thứ 7, trong bộ phim hoạt hình Tom and Jerry thì mèo Tom là mèo đực hay mèo cái? Mèo đực ạ. Mèo đực, xin chúc mừng em với 300 điểm nữa. Câu thứ 8, đây là hình ảnh trong bộ phim hoạt hình nào? Đi tìm Nemo. Đó chính là Đi tìm Nemo, xin chúc mừng Hiếu.
Câu thứ 9, câu cuối cùng dành cho em và còn rất nhiều thời gian. Bộ phim hoạt hình này có tên là gì? Gia đình cá mập ạ. Gia đình cá mập. 300 điểm nữa dành cho em, xin chúc mừng em. Như vậy là rất tiếc vì Hiếu không vượt qua được điều kiện của chương trình nên em không đến được với câu thứ 10. Chị thấy là lúc nãy Hiếu bỏ qua khá là nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt hình đúng không? Vâng. Và rất tiếc là không có câu nào liên quan đến bộ phim mà em yêu thích đúng không nhỉ? Vâng. Bây giờ em có muốn thử trả lời câu hỏi thứ 10 của chương trình không? Có. Chị sẽ đọc câu hỏi thứ 10 và hy vọng rằng là cho dù không có tính điểm nhưng mà chị vẫn hy vọng là Hiếu có thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng trước hết là chị muốn hỏi em đã xem phim Shrek chưa nhỉ? Đã bao giờ ra ngoài rạp và xem Shrek chưa? Rồi, em xem ở nhà. Xem ở nhà đúng không? Có Shrek 1, Shrek 2 đúng không? Và bây giờ sẽ là một câu hỏi liên quan đến bộ phim đó đấy. Trong phim hoạt hình Shrek thì cô công chúa vợ của Shrek tên là gì? Fiona. Là gì nhỉ? Fiona. Fiona. Gần gần giống như thế nhưng mà không phải là Fiona. Mà là vợ của Shrek thì tên là Fiona cơ. Em bây giờ thì em đã nhớ chưa nhỉ? Cô Fiona trông như nào? Trông như người xanh. Trông người thì xanh xanh đúng không? Người tròn tròn béo béo đúng không? Như vậy là em đã kết thúc vòng 3 của chương trình vừa qua thử thách. Và rất tiếc là ban trợ giúp trong vòng 3 này đã không có cơ hội để trợ giúp cho em Hiếu. Trước khi đến với số điểm mà Hiếu ghi được, xin mời ban trợ giúp và Hiếu bước ra sân khấu. Quý vị thân mến, rất tiếc là trong vòng 3 vì Hiếu không vượt qua được điều kiện của chương trình nên ban trợ giúp đã không có điều kiện để trợ giúp cho em. Chính vì vậy số điểm mà chị Phương Hoa, anh Minh Thông và anh Hoàng Dương ghi được giữ nguyên. Ngày hôm nay rất cảm ơn ban trợ giúp đã đến để cùng tham gia trợ giúp cho những nhân vật tí hon của chúng ta. Và xin chúc các anh chị cũng như các em nhỏ của mình có một ngày lễ mùng 1 tháng 6 thật vui vẻ. Xin cảm ơn các anh chị. Vòng thi đấu của chương trình vừa qua thử thách ngày hôm nay, số điểm quỹ ghi được đó là 1.400 điểm. Như vậy là một số tiền tương ứng 1.400.000 đồng sẽ được gửi vào quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội. Còn bây giờ trước khi đến với số điểm của Trung Hiếu, chúng ta hãy cùng theo dõi xem khán giả may mắn của tuần này là ai. Xin chúc mừng quý khán giả đã trúng thưởng trong phần thi vượt qua thử thách dành cho khán giả truyền hình. Giải nhất kỳ nghỉ dành cho hai người tại Golden Sand Resort Hội An trị giá 15 triệu đồng đã thuộc về thuê bao 0946312168. Hai đầu máy DVD trị giá 1 triệu đồng đã thuộc về các thuê bao 0904105725 và 0320562142. Mời quý vị và các bạn tham gia. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Quý vị thân mến, đặc biệt là các em nhỏ thân mến, ngày hôm nay bạn Trung Hiếu của chúng ta đã thi đấu rất là tốt và ghi được một số điểm rất cao. Hiếu thân mến, ở vòng 3 số điểm mà em ghi được đó là 2.860 điểm. Và như vậy là sau cả 3 vòng trong chương trình ngày hôm nay, số điểm Hiếu ghi được đó là 4.060 điểm. Như vậy là Hiếu sẽ ra về với một phần quà của chương trình trị giá là 4.060.000 đồng. Một phần quà rất có giá trị đúng không nhỉ? Và bây giờ em có muốn nói gì hoặc là có muốn chia sẻ gì về mình sẽ sử dụng phần quà của chương trình như thế nào không? Em xin dành tặng cho các bạn nhỏ còn gặp khó khăn 200 điểm. Rất là cảm ơn Hiếu đúng không? Em Hiếu của chúng ta không chỉ là múa võ rất là hay, không chỉ tham gia chương trình thi đấu rất tốt mà còn rất biết chia sẻ với cả các bạn nhỏ. Chương trình vừa qua thử thách của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin một lần nữa chúc các em nhỏ một ngày lễ mùng 1 tháng 6 thật vui vẻ và hy vọng rằng trong 3 tháng hè các em sẽ có những buổi học ngoại khóa thật vui vẻ như các bạn nhỏ ở trường thiếu nhi mùng 10 tháng 10 nhé. Còn chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.